Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Financial Doctor do chị Gina phụ trách. Và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên VNATV. Xin kính mời quý khán giả cùng đón xem và gửi lời chào đến chị Gina. Chào Phương Thảo. Gina xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang xem băng tần 57.3. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi quay trở lại phần chia sẻ với chị Gina, xin cho Phương Thảo giới thiệu địa chỉ quen thuộc của văn phòng 12912 trên đường Procter Street, Suite 310, thành phố Garden Grove, 92840. Và số điện thoại quen thuộc của văn phòng 714-209-5571, 714-209-5571. Và kính thưa quý khán giả, chị Gina cũng đã mở văn phòng Financial Doctor và đã hoạt động cũng đã 10 năm, cũng như là chị cũng đã có sự cộng tác với khoảng hơn 24 ngân hàng tài chính lớn và uy tín của Hoa Kỳ. Và chị cũng đã lấy bằng Master, còn gọi là bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, cũng như là bằng Đại học về Quản trị Tài chính. Và đây là tất cả những thông tin mà chúng tôi vẫn thường xuyên gửi đến cho quý khán giả. Và chúng tôi cũng mời quý khán giả hãy đón xem lại chương trình talk show của chị Gina trên kênh YouTube Gina Tăng Financial Doctor để xem lại tất cả những phần chia sẻ của chị. Và xin phép quay trở lại với chị Gina trong chủ đề vừa rồi mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý khán giả là Quỹ Niên Kim Adulting. Và thưa chị, trong cái phần rồi chị cũng đã chia sẻ rất là kỹ cho quý khán giả. Chị nói là mình sẽ có 6 cái chức năng rất là thú vị và tại sao mà cái quỹ niên kim này có thể bảo vệ được cho mình về cái số tiền hưu để mà mình có thể thoải mái mà mình sinh sống, không phải bận tâm, không phải lo nghĩ một cái gì hết. Thì hai trong cái đó chị cũng đã nói về cái vấn đề thứ nhất là bảo đảm cho cái nguồn income của mình sẽ không có vấn đề gì hết. Và cái thứ hai là sau khi mà cái nguồn income mình không bị vấn đề gì đó thì mình sẽ tiếp tục mình làm cho cái số tiền của mình đó nó phát triển nhiều hơn nữa. Thì đúng rồi Phương Thảo. Thì đó là hai chức năng quan trọng nhất để mình giữ tiền. Và cái chức năng quan trọng kế tiếp cũng không có kém phần quan trọng, đó là Protect Initial Investment. Có nghĩa là tiếng Việt á, mình dịch ra initial là khi mà mình bỏ vào á, initial investment, mình bỏ vào á, cái vốn mà mình bỏ vào ban đầu đó mình phải protect nó. Thí dụ như Gina có những cái câu chuyện rất là, có nghĩa là rất là thực tế, Gina có thể chia sẻ với quý vị á, là tại sao mình nói là protect initial investment. Gina có những người bạn quen đó thích, rất là thích chơi với lại thị trường chứng khoán. Thì thay vì đó mỗi năm á, cô ấy bỏ tiền vào là được 7.500 vào cái quỹ IRA của mình, thì cô ấy không có bỏ vào trong quỹ annuity, mà cô ấy thích là bỏ vào cũng IRA nhưng mà chơi với stock, để cô ấy có thể là quản lý cái tiền của mình, là bữa nay mình mua cái này, ngày mai mình bán, có nghĩa là tiền ra tiền vào. Thì Gina nói chuyện với cô, Gina cũng có chia sẻ là làm như vậy nó không có an toàn. Thì mình bỏ vào 7.500, chưa chắc năm sau mình được 8.000, mà có thể mình sẽ bị sụt xuống còn có 5-6.000. Thì cô ấy nói là không, cô ấy chơi stock rất là giỏi cho nên là cô sẽ ok. Thì Gina không gặp cô ấy đó, cô đó là 2 năm. Thì 2 năm liên tục cô ấy bỏ vào là 2 lần để mà được defer tax. Thì tới năm thứ 3 Gina gặp cô ấy, thì Gina hỏi sao rồi, cái IRA của bạn sao rồi. Thì cô nói Gina ơi, mất sạch sẽ hết rồi. Có nghĩa là mười mấy ngàn cô ấy bỏ vào đó, coi như là bây giờ cái account của cô là zero. Cho nên là đó, Gina muốn nói là tại sao mình phải protect cái initial investment của mình. Có nghĩa là tiền vốn mình bỏ vào mình phải bảo vệ nó, cho dù mình không lời đồng nào đi nữa, mình vẫn đỡ hơn là mình không còn đồng nào ở trong cái account của mình. Cho nên mình đừng có nghĩ tới là mình phải lời nhiều. Tại vì thị trường chứng khoán, nếu mà nhìn trung bình trong 10 năm, 20 năm thì mình cũng lời cao lắm là được 9% trung bình thôi quý vị. Mình lỗ và mình lời và mình lỗ suốt bao nhiêu năm á, thì chia ra mình vẫn có thể là có cái sự mà lời đó là có khoảng chừng 9-9% thôi. Thì nếu so với quỹ niên kim thì trong 9 năm đó, 10 năm đó mình cũng lời bằng đó, nhưng mình có cái khác á, là những cái năm mà mình cần tiền thì tiền của mình nó sẽ không có bị sụt. Nhưng nếu mình để tiền thí dụ như 401k ở trong chứng khoán, thì nếu như năm tới, năm sau lúc mình về hưu hoặc là lúc mình cần tiền,
nhưng thị trường chứng khoán nó không theo như ý muốn của mình mà nó rớt khoảng chừng vài chục phần trăm. Nếu quý vị có khoảng 100 ngàn mà quý vị mất chừng khoảng 30% thì có phải quý vị còn có 70% cái tiền đó hay không? Thì có nghĩa là còn có 70 ngàn thôi. Thì nếu như mình muốn về hưu vào cái năm đó mà mình mất tiền thì liệu là mình có về hưu được hay không? Hay là mình nói thôi để tôi làm thêm vài năm nữa rồi tôi kiếm lại đủ cái số tiền tôi mất rồi tôi hãy về hưu. Thật sự đây là một trong những cái mà chị chia sẻ về một trong những người bạn của chị mà đã để mất cái số tiền đó, thấy cũng thật là chua xót, mặc dù là nó không có nhiều, không có đáng bao nhiêu, đúng không thưa chị? Đúng rồi Phương Thảo, nhưng mà đó một con số nhỏ sẽ cộng lại thành những con số lớn. Dạ, đúng rồi. Cho nên á, nếu cái account của mình mà mình có một số tiền nào trong đó cho dù 5 ngàn, cho dù 10 ngàn hay 100 ngàn hay mấy trăm ngàn thì cái số đó vẫn là cái số tiền của mình. Cho nên là Gina có rất là nhiều cô chú hoặc là có nhiều quý khán thính giả gọi vào nói ồ tôi có cái account tôi nhỏ xíu à, không có nhiêu tiền hết. Nhưng mà Gina nói với cô chú là nếu mình trên 5 ngàn là mình đã có thể mình roll over được rồi. 5 ngàn cũng là tiền quý vị ơi. Cho nên nếu 5 ngàn mình roll over qua mà mình được 5 ngàn rưỡi thì có phải mình rất là happy không? Là tại vì mình có được cái tiền lời ít nhất 11%. Thì tại sao mình không làm, hoặc là 10%, tại sao mình không làm? Nó có rất là nhiều chương trình quý vị, thí dụ như mình có những cái chương trình là chỉ có một cái premium bỏ vào thôi và hãng nó sẽ không có nhận những cái số tiền mình bỏ vào những năm khác, những cái năm sau đó, thì cái đó là mình bỏ vào một cái lump sum thôi. Còn có những hãng thì họ cho mình contribute, có nghĩa là mình bỏ vào mỗi năm để mình có thể có những cái Roth IRA, mình có thể có những cái IRA để mà mình có nghĩa là mình build cho cái quỹ retire là về hưu của mình. Cho nên là cái quỹ niên kim á quý vị, nó có rất là nhiều loại để mà mình dùng, nhưng cái mà chức năng mà mình cần phải nhớ đó là mình phải protect cái initial investment của mình. Cảm ơn về phần chia sẻ của chị rất là hay trong cái phần này. Nhưng mà em nhớ trong cái chủ đề vừa rồi chị cũng có nói là mình làm giống như này, chị cũng đã vừa nói là mình có thể defer cái tax. Thì chắc có thể là nhờ chị giải thích nó sâu hơn một chút xíu về tại sao mình cần phải defer cái tax đó thưa chị. Cái đó là một trong những cái chức năng quan trọng của cái tiền về hưu của mình đó Phương Thảo. Cho nên là 401k mình không có defer tax được. Nếu mà mình lấy ra ngoài, nếu mà mình đã đi làm mà mình tới cái tuổi mình về hưu rồi đó, thì nếu mà mình cứ để đó thì tiền nó cũng lên xuống, có nghĩa là mình có quyền lựa chọn, mình không phải roll over cái 401k nếu mình không muốn. Mình roll over qua là để chi? Để mình có cái lợi là mình bảo vệ được cái vốn của mình, mình có thể bảo vệ được cái tiền lời của mình và mình lock lại, và cái đó nó có thể gọi là defer tax growth. Có nghĩa là mình khi mà cái số tiền mình càng lớn, mình lời càng nhiều thì mình phải đóng thuế nhiều. Dạ, đúng. Nhưng rồi, tất cả những cái số tiền thuế đó mình đã được defer bao nhiêu năm cho tới lúc mà mình lấy ra, mình lấy bao nhiêu thì mình sẽ đóng thuế bấy nhiêu. Dạ. Và lúc đó cái tax bracket của mình nó cũng rất là thấp quý vị. Cho nên cái đó là cái lợi, là tại sao mình không lợi dụng cái tiền mà mình phải đóng thuế cho chính phủ để là sanh lợi cho mình, và mình lấy cái số tiền lời đó mình đóng lại cho chính phủ. Tại vì cái đó là hợp pháp, mình sử dụng những đồng tiền của mình hợp pháp để mà mình đóng thuế lại cho chính phủ một cách hợp pháp, thì tại sao mình không làm? Còn 401k đó thì có nhiều quý khán thính giả hoặc là Gina có quen một số người đó thì không thích chuyển qua bên quỹ niên kim, tại vì có những cái suy nghĩ có thể là có những người mà chuyên chơi stock rồi đó thì lại rất là ghiền, thích nó là mỗi ngày nhìn vào cái con số stock market đó và thích rất là, có nghĩa là cái đó có giống như là bị ghiền á, không thể nào bỏ được. Cho nên nếu quý vị đã là yêu thích thị trường chứng khoán như vậy thì dĩ nhiên cái đó là cái sự lựa chọn của mình. Mình không cần phải roll over. Mình chỉ có roll over nếu mình muốn bảo vệ cái số tiền của mình và mình không có muốn bị thiếu tiền trong lúc mình về hưu mà thôi. Cho nên không phải có nghĩa là don't have to, nhưng mà mình should, có nghĩa là mình nên, chứ không phải là have to. Thật sự về cái cách mà giải thích, đó là lý do mà tại sao mà chúng ta nên giữ cái số tiền của chúng ta lại.
để mà có thể mà không những là giữ được cái tiền vốn mà còn lại giữ được cái tiền lời nữa, mà cái tiền lời đó đáng lý ra là phải trả cái tiền cho IRS đúng không? Đúng rồi quý vị Phương Thảo, có nghĩa là mình giữ vốn, giữ lời và giữ luôn cái tiền mình phải đóng cho tiền sở thuế, rồi từ đó mình gộp lại, mình sanh lời và mình chỉ có đóng một chút xíu khi mình dùng thôi. Thì là một trong những cái hay thì có thể mình lấy ra từ từ đúng mình rồi, xài bao nhiêu mình trả bao nhiêu. Tại vì á, có những cái lợi như vậy, tại vì có nhiều quý vị đó, có nhiều cái số tiền ở đây và chỗ kia cộng lại, cho nên là mình không có muốn quá cái tax bracket của mình là 22% hoặc là 24%, thì cái annuity đó mình có thể adjust được, có nghĩa là mình điều có thể được điều chỉnh được, là tại vì mình chỉ cần có một người accountant giỏi, một người CPA giỏi hoặc là accountant giỏi là cũng được rồi. Thì sẽ tính toán là nếu tiền của mình như thế này, tiền rent, tiền rental, những cái tiền này, tất tiền khác, mọi tiền thứ kia, tiền thôi chị ha. Tiền này, tiền khác mình cộng lại mình và cộng lại sau đó mình sẽ hỏi cái người accountant là bây giờ năm nay tôi có thể lấy ra bao nhiêu để tôi không có bị khóa cái tax bracket mà tôi muốn. Thành ra là đó là cái lợi của cái quỹ niên kim, là tại vì mình có thể điều khiển được cái số tiền của mình lấy mình ra. Muốn. Nếu mình không muốn lấy thì mình cứ để đó, mình không có sao hết và mình được defer tax cho tới chừng nào mình xài thì thôi. Đó cũng là một phần là lợi, rất rất là lợi luôn á quý vị. Cảm ơn chị và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ làn sóng VN TV trong vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần chia sẻ của chị Gina. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng VNTV và vẫn đang xem chương trình Financial Doctor cùng với chị Gina. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở về phần chia sẻ của chị Gina trong talk show lần này. Và thưa chị, coi như là bốn cái chức năng quan trọng mà chị đặc biệt là chị xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 để chị thấy được là, để cho quý khán giả có thể hiểu được là những cái nào quan trọng nhất chị sẽ chia sẻ trước. Thì không biết là hai cái còn lại có cũng là một trong những cái thú vị mà chị đã nói rằng là cần phải biết. Hai cái còn lại rất là quan trọng Phương Thảo. Coi như là chị làm ngược lại với mọi người. Hai cái quan trọng thì chị mình nói để là mình save the best for the last. Đó, thì save the best for least the last. But not last. Thì hai cái phần mà còn lại đó rất là quan trọng. Đó là tiếng Anh mình có thể mình gọi là protected asset, có nghĩa là bảo vệ tài sản của mình. Và cái bảo vệ tài sản của mình này đó, nó có liên quan với lại estate planning, có nghĩa là nếu cái nhà của mình muốn được bảo vệ, mình cho vào trong cái living trust thì cái tiền của mình á, dĩ nhiên tiền của mình á 401k mình không bỏ vào living trust rồi, nhưng mình vẫn có cái chỗ khác để mình để và sẽ không có bị tốn, nghĩa là phí tổn gì hết, mà có rất là có lợi, là tại vì cái protect asset của mình nó rất là quan trọng quý vị. Khi mà mình có chuyện hoặc là tiền của mình nó còn nằm lênh đênh ở bên ngoài, thí dụ như 401k, CD, checking account, nếu checking chưa bỏ vào trong living trust thì tiền đó mình có nghĩa là chủ nợ vẫn có thể garnish được, IRS vẫn có thể garnish được, có nghĩa là sợ thuế đó, nếu mình mà thiếu thuế chính phủ đó, chính phủ vẫn có thể là trong một đêm quý vị ngủ dậy, cái account của quý vị đó nó sẽ là con số 0, 0, tại vì cái chuyện đó là Gina đã có những người bạn quen đã bị, có nghĩa là ngủ sáng một đêm là coi như mấy chục ngàn ở trong nhà băng, cả trăm ngàn trong nhà băng là coi như đi hết, là tại vì sợ thuế họ có quyền họ thâu những cái phần đó nếu mình thiếu nợ và mình không có trả, hoặc là họ nghĩ là mình thiếu nợ chứ thực ra mình không thiếu nợ thì họ cũng có thể lấy được, rồi sau đó họ verify họ trả sau, nhưng mà cái đó thì lâu lắm. Thì cái protect asset này đó nó rất là quan trọng, là tại vì cái annuity đó nó có một cái chức năng rất là, nghĩa là rất là hay, có nghĩa là nó có thể khi mà tiền của mình chỉ đổi tên thôi cho vào trong annuity, có nghĩa là đổi chỗ đó, thì lúc đó đó cái tiền của mình sẽ được bảo vệ 100% quý vị. Không có chủ nợ nào có thể lấy được tiền ở trong cái quỹ niên kim của mình. Và ngay cả IRS cũng vậy, không có đụng được vào trong cái quỹ niên kim của mình, là tại vì tiền của mình á, nó nằm trong insurance company. Cái contract của mình nó nằm ở trong insurance. Cho nên đó là
theo luật lệ của nước Mỹ đó, thì nếu mà những cái số tiền mà nằm trong insurance thì những cái số tiền đó được bảo vệ được 100%. Cho nên đó cũng là một cái chức năng mình có thể mình nhìn vào để mà mình bảo vệ con số, nghĩa là cái số tiền của mình cho dù nhiều cho dù ít, theo Gina đó thì vẫn phải bảo vệ. Dạ, cảm ơn chị về cái phần chia sẻ như vậy. Thì đây là một trong những cái vấn đề chị nói là cái company insurance chắc nó cũng liên quan về một tí xíu. Thì chắc là xin chị là có thể chia sẻ lại cho quý khán giả trong một cái số nào đó tiếp theo về cái vấn đề mà insurance của cái company, tại sao mà có thể bảo vệ được cái số tiền của mình ở trong đó thưa chị nha. Dạ, đúng rồi. Thì mình vẫn sẽ tiếp theo về cái chủ đề hôm nay để xin hẹn quý khán giả cho cái chủ đề khác. Dạ, tại vì còn cái chức năng nữa là một trong những cái chức năng chị nói rất là quan trọng. Để mà chị nói là save the last. The last có nghĩa là mình có thể mình nói là đó là cái bảo vệ những người beneficiary của mình. Dạ, yeah, những người thụ hưởng. Những người thụ hưởng có nghĩa là bảo vệ cái gia đình của mình đó. Yeah. Thì đại khái mình có thể mình nói bằng tiếng Anh đó, cho nó dễ là protect family a benefit. Yeah. Đó là cái đó, cái phần, cái chức năng đó cũng quan trọng không kém đối với cái chức năng là phải bảo vệ cái asset của mình. Tại vì nếu không có cái chức năng bảo vệ asset của mình thì làm sao mình có cái chức năng kế tiếp nữa, có nghĩa là cái số tiền đó mình không bảo vệ thì làm sao mình còn để mà mình để cho những người thân yêu của mình. Cho nên cái phần cuối cùng và cái phần Gina vừa chia sẻ với quý vị đó, nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Thì cái số tiền của mình á, nếu mà mình được bảo vệ cho mình rồi thì lỡ mình qua đời, có chuyện gì xảy ra thì cái số tiền đó đó, các con, các cháu của mình hoặc là người thân yêu của mình sẽ được lãnh ngay lập tức và sẽ không có bị probate. Và tất cả những chủ nợ, những cái gì mà mình còn đang thiếu khi mà mình còn sống, mình qua đời đó thì tiền ở trong annuity, trong quỹ niên kim mình sẽ không có phải trả. Cho dù mình thiếu nợ nhà thương hay là mình có một cái số nợ nào đó, và những chủ nợ đó vẫn không có quyền để đi đòi những cái số tiền mà mình đã thiếu. Cho dù mình đã qua đời rồi, nhưng nếu tiền mình để ở trong CD, mình để bên ngoài, thì mình có cái cơ hội là để cho những cái chủ nợ, hoặc là lúc mình còn sống đó, những cái creditor, hoặc là những cái kêu là predator, có nghĩa là con mồi, mình giống như là họ nhìn, nếu mình có thể có tài sản cho họ lấy được thì họ mới đi sue mình, mới đi kiện mình. Chứ còn nếu mình đã siêu, mình đã cất hết tài sản của mình vào trong một cái, nghĩa là một cái hộp khóa rất là kỹ lưỡng, thì cơ hội mình bị thưa kiện nó sẽ rất là thấp và có khi là không có nữa quý vị. Dạ, yeah. Thì đó là tổng cộng lại là 6 cái chức năng quan trọng nhất trong cái quỹ annuity mà chị Gina cũng đã gửi đến và chia sẻ với quý khán giả. Và đây là một trong những cái vấn đề mà chị thấy rằng là quan trọng để mà tại sao mà chúng ta có thể chuyển từ cái quỹ retirement 401k để roll over qua cái annuity. Thì không biết là những cái bước chuyển đó có dễ dàng để mình có thể mình để mình bỏ qua cái quỹ annuity hay không thưa chị? Nó không có khó khăn. Yeah. Nhưng nếu mình biết cách làm đó quý vị, thì mình có thể làm rất là mau và mình sẽ không có những cái bước mà phải trở ngại để mà gọi vào công ty rồi phải sửa đổi giấy tờ. Thì văn phòng của Gina thì đã giúp rất là nhiều quý khán thính giả chuẩn bị về hưu rồi quit job, có nghĩa là nghỉ làm, hoặc là chuyển chỗ làm, hoặc là có nghĩa là chuẩn bị để mà xây một cái tổ về hưu, có nghĩa là một cái nest đó. Mình build cái nest từ từ, có nghĩa là mỗi năm mình có thể bỏ vào khoảng 5.500, 6.500, 7.500 tùy theo số tuổi của mình, nhưng mà 5.000 là minimum, rồi là có nghĩa là tối đa để mà mình mở cái account là 5.000. Và vẫn có những cái chương trình là thí dụ như mình không có 5.000 thì sao? Yeah. Mình có thể contribute, có nghĩa là mình có thể góp 500, 300, 100 một tháng, miễn sao là mình bỏ vào mỗi tháng, thì cái đó cũng là một cái chương trình để cho mình để dành vào cái quỹ về hưu của mình. Nhưng mà nếu mình còn quá trẻ đó thì dĩ nhiên Gina không có khuyên là nên bỏ vào cái quỹ annuity đâu, là tại vì mình còn nhiều cái khác, chỗ khác và chương trình khác để mà mình có thể mình xây một cái quỹ về hưu của mình
tax free, có nghĩa là không cần phải đóng thuế. Nhưng mà phần đó có thể có rất là nhiều quý khán thính giả không có thích hợp. Và dĩ nhiên là cái quỹ về hưu và của annuity đó không phải quý vị nào cũng thích hợp đâu quý vị ơi. Ví dụ như có nhiều anh chị gọi vào muốn mở vào một cái annuity, Chinan nói là tại sao bây giờ bỏ vào cái quỹ niên kim này đó thì anh chị phải kẹt tới khoảng 20 năm. Nó lâu quá, mình có chỗ khác để mình bỏ cho tiền mình nó xanh xôi nhảy nở, nó lẹ hơn và không có bị cap, có nghĩa là không có phải bị giữ tới 59 tuổi rưỡi mới dùng. Đây là một trong những cái phần chia sẻ của chị Gina và rất là thú vị. Đúng giống như là chị đã nói ngay từ đầu cái chủ đề là chị sẽ nói sâu về cái vấn đề mà quỹ niên kim để cho chúng ta có thể hiểu rõ, hiểu cặn kẽ hơn nhiều và chi tiết hơn nhiều. Thì quý khán giả nếu có những cái thắc mắc thì hãy gọi về cho số văn phòng của chị 714-209-5571, 714-209-5571. Và quý khán giả nếu mà gọi mà chị không bắt máy thì hãy nhớ là nên text lại cho chị biết và chị sẽ có thể gọi lại một cái giờ thích hợp để mà làm một cuộc hẹn với quý vị. Và quý vị hãy chuẩn bị những cái hồ sơ cho mình. Tại vì không những riêng chị Gina mà bên phía sau của chị sẽ có một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp để mà có thể giúp cho quý vị hiểu rõ mọi thơm vấn đề. Và đặc biệt là khi mà quý vị sẽ được tư vấn một cách rất là cặn kẽ mà không có tốn một đồng nào hết, chỉ nghe tới chị khi nào mà hiểu thôi. Thì đây là một trong những cái cách mà chị có thể giúp cho quý khán giả hiểu, thật là hiểu. Tại vì chị Gina rất giỏi về tiếng Việt cũng như là tiếng Anh thì sẽ giúp cho quý vị rất là, nhất là những cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ hiểu rõ về cái vấn đề này nhiều hơn. Đúng rồi Phương Thảo. Gina có rất là nhiều quý khán thính giả ở bên những tiểu bang khác, có những ngày thứ bảy chủ nhật Gina vẫn gọi phone cho tới 7-8 giờ tối. Tại vì Gina biết có rất là nhiều cô chú hoặc là anh chị đi làm những ngày thường và chỉ có rảnh ngày thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Và khi nói chuyện thì mình nói chuyện với cả vợ chồng, có khi chồng thì đi làm, vợ thì đi làm ngày khác, giờ khác. Cho nên là Gina cũng rất là thông cảm. Cho nên đôi lúc thứ bảy và chủ nhật đó, Gina vẫn có thể là nghĩa là hẹn quý khán thính giả rồi những cô chú để nói chuyện và đôi khi trở thành một cái sự tâm sự chứ không có phải là có nghĩa là tư vấn nữa. Gina không có tư vấn, Gina chỉ có tâm sự và nghe quý vị tâm sự và Gina chia sẻ được tất cả những cái gì mà Gina đã được học hỏi bao nhiêu năm nay ở nhà trường rồi được học hỏi bởi những cái quý khán thính giả. Yeah, và những cái trường hợp những cái trường hợp mà mình thấy rõ ràng trước mắt cho nên mình chia sẻ để mà mình có thể giúp được những cộng đồng người Việt Nam của mình nó làm sao để mà mình qua đây mình làm rất là cực khổ Phương Thảo. Cho nên là nếu mà chị nào giúp được quý vị để mà bảo vệ tài sản và có thể make được thêm tiền thì Gina rất là vui. Dạ, cho nên nhà, nhớ về số điện thoại 714-209-5571 và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi phần chia sẻ của chị Gina trong Financial Doctor và cảm ơn chị. Cảm ơn Phương Thảo. Thì Gina cũng cảm ơn quý khán thính giả đã ủng hộ và xem rất là nhiều video của Gina rồi còn cho rất là nhiều lời comment rất là vui. Thì Gina sẽ cố gắng đem rất là nhiều những cái gì lợi ích cho cộng đồng của mình và sẽ chia sẻ với quý vị vào đề tài sắp tới. Có lẽ mình cũng sẽ nói một chút xíu về cái quỹ niên kim và làm sao để mà mình có được cái sự bảo vệ 100% trong cái quỹ về hưu mà mình đã để dành bao nhiêu năm nay.